Xin kính chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ review một cái thiết bị bé tí 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 bằng ngón tay út mà các anh em dùng iOS đều mong ước. Đây là một chiếc USB mở rộng bộ nhớ đến từ SanDisk và nó có công cụ là gì? Chắc các bạn cũng đã biết rồi. Thế tắt video à? Không, các bạn phải lại xem nốt đi vì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ là cách hoạt động của nó như thế nào và nó có đáng để mua hay không. Các bạn sẽ thấy là cái thiết kế của nó sẽ có một đầu là Lightning và một đầu còn lại là USB bình thường. Thực ra nó đạt chuẩn USB 3.0. Và để kết nối thì mọi người chỉ việc đút vào, cắm phầm phát vào mông. Đó, thì nó sẽ tự động hiện ra một cái bảng thông báo là I expand drive muốn kết nối, các bạn bấm vào cho phép. Thì đây chính là công cụ chính của cái USB đến từ SanDisk như này, là sẽ cho phép mọi người có thể sao lưu lại dữ liệu, backup đủ các thứ đầy đủ luôn. Và cũng như là nếu mà mọi người muốn backup lại ảnh thì có một cái rất bá đạo trên này là chúng ta không chỉ dừng ở cái việc là backup lại những cái như là ảnh và video có ở trên máy, mà chúng ta có thể backup lại những cái ảnh và video ở trên social media, là các bạn có thể lưu được cả trên Facebook, Instagram và Picasa luôn. Đó là cái rất là hay mà mình thấy lần đầu tiên có một phần mềm và một cái thiết bị có thể backup từ trên mạng xã hội xuống. Ví dụ của mình có 4256 cái ảnh trên mạng xã hội, còn lâu cậu mới backup, sau này chia tay người yêu xóa là dễ. Và đồng thời nó có thể làm được những việc khác như là backup lại cho chúng ta được cả là danh bạ cũng như là lịch. Có cả lịch chui vào trong cái USB này. Và chúng ta thậm chí có thể lên cái lịch cho nó là được tự động backup lại hàng ngày luôn. Và chúng ta có thể restore lại sang một thiết bị khác như cũng là nền tảng iOS. Ví dụ như các bạn đang quay phim mà hết bộ nhớ thì rất là đáng lòng. Vì thế SanDisk đã tạo ra một cái phần mềm cực kỳ hay. Trong cái giao diện của cái này sẽ cho phép các bạn có thể quay phim trực tiếp lưu vào trong USB luôn. Quá là đã, như vậy chúng ta sẽ không cần phải làm cái thao tác giống như các cái ứng dụng hay là những cái USB khác là phải quay trên điện thoại sau đó mới copy vào đây. Mà trên cái SanDisk này cho các bạn là một cái ứng dụng quay luôn trực tiếp, chả phải xoắn. Và cái giao diện này của nó thì về cơ bản sẽ giống với lại cái giao diện mặc định của Apple. Và đây chính là một cái trình quay phim mà chụp ảnh của bên thứ ba. Và các bạn nên nhớ cái ứng dụng hiện tại mà mình đang sử dụng các bạn là ứng dụng My Expand Drive, thì được bình chọn là cái ứng dụng quản lý file lưu trữ tốt nhất trên App Store vào năm 2016. Và trên đây thì chúng ta sẽ có thấy là có các công cụ chính là copy file. Nó sẽ copy photo trừ từ cái chiếc điện thoại chúng ta. Đó, ta chỉ việc bấm copy một cái, nó sẽ lựa chọn các thư mục, thì về cơ bản nó giống như thư mục của USB thôi. Bạn chọn camera, bạn bấm copy here, thế là nó sẽ có một chạy cái bảng thông báo xong đã copy được. Và sau khi copy xong nó sẽ thông báo chúng ta là muốn xóa cái ba cái file đấy không, để giải phóng được 6 MB ở trên điện thoại. Các bạn có thể xóa luôn hoặc là các bạn chỉ cần lựa chọn mình là không xóa, mình sẽ xóa, thì như thế các cái file đấy sẽ bị mất đi trên điện thoại của mình để tránh là bị trùng lặp. Và đương nhiên các bạn cũng có thể copy ngược lại cái file từ trên cái chiếc USB vào trong iPhone, thì nó cũng sẽ nhắc nhở cho chúng ta là cái file đó thì có một số trường hợp sẽ không sử dụng được ở trên điện thoại vì iOS là một nền tảng đóng, có thể là copy cái file, đặc biệt là mình copy nhạc vào ấy, đây thì nó sẽ không hoạt động đâu, mà nó chỉ là một cái file ẩn chứa trong đầu cái chiếc điện thoại của chúng ta. Về phần view file thì khỏi nói, view file này sẽ cho phép chúng ta có thể lựa chọn hiển thị các cái file lưu trữ view trên điện thoại. Nó phân ra cho mọi người như là nhạc, có cả trong cái chiếc trình chơi nhạc của mình luôn. Và chúng ta có thể xem được cả như là video đã quay ở trên máy hay là xem ảnh đã quay. Nó có thể chỉnh được layout hiển thị như là cái cũ trước, ngày tháng, grid view hay là list view. Done guys. Có một cái mà mình đánh giá cao đây là về bảo mật. Ví dụ như các bạn thấy là có một số file nhạy cảm các bạn không muốn người khác truy cập vào mà sử dụng chung USB với nhau, các bạn có thể khóa lại thư mục I expand drive bằng cái cảm biến vân tay. Và khi đó các bạn phải có cảm biến vân tay của chính chủ thì mới có thể sử dụng truy cập vào các cái file. Và các cái file đó thì sẽ được đưa đến một cái thư mục riêng. Thư mục này thì kể cả các bạn sử dụng máy tính các bạn cũng không thể truy cập được nếu không có mật khẩu. Và có một cái nữa là khi mà các bạn có thể sử dụng cái USB này để nghe nhạc luôn. Khi mà bạn nghe nhạc, bạn bách ra các menu bên ngoài, trình chơi nhạc vẫn chơi bình thường và mọi người sẽ có lựa chọn như là có thể repeat lại cái bài hát hoặc repeat lại toàn bộ folder. Bạn thường xuyên nghe nhạc theo một folder nào đấy mà không muốn copy vào iTunes vì đồng bộ quá lâu, bạn copy luôn vào đây, các bạn có thể cắm và để đó nghe nhạc qua đêm được. Nhưng với iPhone 7 thì copy lại lại ra cắm chung chung đây. Về cái này thì nó sẽ thông báo chúng ta biết là hiện tại là dung lượng mọi người là đang trống trên iPhone là bao nhiêu, dung lượng đang trống trên cái iExpand này là bao nhiêu. Và theo thống kê của cái nhà sản xuất thì cho biết là với bộ nhớ 128GB sẽ có được 7.200 bức ảnh, 320 phút quay video, 8.000 bài hát và 32GB file chứa Office. Nhìn chung tới lúc này trải nghiệm của chiếc USB này của mình là không có bất kỳ một điều gì phàn nàn, thì tốc độ của nó rất là nhanh, USB 150MB trên giây, hai cổng Lightning và USB 3.0, hỗ trợ bảo mật bằng cả password, Touch ID này,
có một cái ứng dụng quản lý file quá tuyệt vời, tốt nhất trên iPhone năm 2016. Và SanDisk là một cái đối tác chiến lược của Apple và chip flash, tức nghĩa là cái chip nhớ cả trong điện thoại luôn. Và cả trên cái này thì đều nhanh tương đồng với nhau. Và các bạn thấy là các cái tính năng của nó thì rất là tuyệt vời, về cả xem phim, hỗ trợ backup, sao lưu cả ảnh từ trên mạng xã hội, danh bạ v.v. Và các bạn cảm thấy thích đừng quên like cho nó bè. Mình sẽ cho một cái link mua các bạn bên dưới. Thì mỗi cái bộ nhớ sẽ có giá bán khác nhau. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.